Arsenal chi hơn 100 triệu bảng vào mùa hè 2023. Kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ. Để đem về Rice không nhằm phục vụ khâu ghi bàn. Xong, vào những thời điểm pháo thủ bế tắc nhất tại Premier League mùa này, cựu sao West Ham lại bất ngờ lên tiếng. Pha lập công vào lưới Manchester United, hay mới nhất là Luton Town, cho thấy giá trị của Rice vượt xa những tiêu chuẩn của một tiền vệ trung tâm thông thường. Rạng sáng ngày 6 tháng 12, cuộc rượt đuổi tỷ số giữa Arsenal và Luton trên sân Kenil Goro trong trận đấu sớm vòng 15 Premier League diễn ra hấp dẫn và kết thúc với tỷ số 4-3. Như đa số trận đấu nhiều bàn thắng khác, pha lập công định đoạt kết quả chung cuộc được nhớ đến nhiều nhất. Nhưng giả sử Arsenal lên ngôi vô địch với 1 hoặc 2 điểm hơn đội xếp sau, chắc chắn pha lập công của Rice sẽ là thứ được nói đến nhiều nhất. Theo thống kê từ Opta, pha lập công của tiền vệ 25 tuổi, cụ thể ở phút 96, là bàn thắng muộn nhất của Arsenal trên sân khách tại Premier League kể từ mùa 2006-2007. Trong bối cảnh pháo thủ đang đua vô địch, bàn thắng của cựu sao West Ham đem về 3 điểm trọn vẹn, giúp câu lạc bộ gia tăng cách biệt với đối thủ cạnh tranh Liverpool và Manchester City lên lần lượt là 5 và 6 điểm. Khi tất cả nghĩ đến viễn cảnh pháo thủ phải chia điểm thất vọng trước đối thủ mới lên hạng, Rice chứng minh 105 triệu bảng để có được chữ ký của anh có thể sẽ là những đồng tiền khôn ngoan nhất của Arsenal. Môn cú đánh đầu mạnh, chuẩn xác, khuất phục hoàn toàn thủ môn Kaminski, người đã rất nỗ lực cứu thua từ đầu đến cuối trận. Nhưng ở tình huống này, Rice xuất sắc hơn thủ môn của Luton và hoàn thành nhiệm vụ mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội khách. Đây không phải lần đầu tiên Rice xuất hiện vào thời điểm Arsenal cần bàn thắng nhất ở mùa này. Hôm 3 tháng 9, tại vòng 3 Premier League, tuyển thủ Anh cũng là người định đoạt trận đấu giữa đội chủ sân Emirates và Manchester United ở phút 90+6 khi nâng tỷ số lên 2-1. Trong thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Man United đã bị Gabriel Jesus chọc thủng lưới thêm lần nữa. Với mong muốn tìm bàn thắng ở những phút bù giờ, những gì Arsenal có thể làm là dồn càng đông cầu thủ vào vòng cấm càng tốt và tận dụng các pha cầu bóng bổng. Ở khoảnh khắc quan trọng, bằng cách nào đó, Rice luôn chọn đúng vị trí và làm tung lưới đối phương, hoặc cũng có thể định mệnh muốn anh trở thành người hùng. Theo Opta, Rice là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Arsenal ghi 2 bàn thắng vào phút bù giờ trong cùng một mùa giải Premier League. Sau Ian Gray, mùa 1993, 1994 và 1995-1996 và Nicolas Benner, mùa 2009-2010. Nhưng khác với ba cái tên kể trên, Rice không đá vị trí tiền đạo và hiện tại mới là giai đoạn lượt đi của Premier League mùa 2023-2024. Huyền thoại Roy Keane từng nói trên ITV thế này: "Tôi cho rằng Declan Rice là cầu thủ rất giỏi, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng mức giá trên 100 triệu bảng cho tiền vệ này là con số quá lớn. Có lẽ trong vòng 1-2 mùa giải tới, chúng ta mới thật sự được chứng kiến Declan Rice xuất sắc ra sao." Declan Rice sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, có khả năng xâm nhập vòng cấm, có ý đủ khả năng để ghi nhiều bàn thắng trong thời gian tới. Thật ra Keane cũng không có ác ý gì cả. Ý của ông là số tiền khổng lồ ấy thường chỉ dành cho một cầu thủ trên hàng tấn công. Nhưng Rice đang tự biến mình trở thành một cầu thủ toàn diện, phi thường trong phòng ngự và sẵn lòng sẽ lưới đối phương ở những tình thế ngặt nghèo nhất. Arsenal có 52 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương trong trận gặp Luton, con số cao nhất của họ trong một trận đấu sân khách tại Premier League kể từ tháng 9 năm 2016. Vậy mà cuối cùng, một tiền vệ trung tâm lại định đoạt trận đấu. Ngoài hai pha lập công ấn tượng để mang về 6 điểm trong hai trận đấu với Man United và Luton, thì Rice còn có một bàn thắng ngoạn mục khác. Đối đầu Chelsea hôm 21 tháng 10, khi pháo thủ bị dẫn trước 0-2 và gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt đối thủ, chính Rice lên tiếng ở phút thứ 77 để giúp câu lạc bộ này lấy lại tinh thần và hòa 2 đều chung cuộc. Nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm chưa bao giờ là ghi bàn. Song, nếu nhân vật đó thường xuyên giúp hàng công giải tỏa bế tắc, đó là một cầu thủ đặc biệt. Ví dụ Drury tại Man City, số 6 trong hệ thống của Pep Guardiola, người luôn biết tạo khác biệt, với tiêu biểu là pha lập công đem về danh hiệu Champions League mùa trước cho đội bóng thành Manchester. Trước kia, Arsenal không có một cầu thủ sở hữu bản lĩnh như thế. Một kẻ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để thúc đẩy cả đội. Saka rất tài năng, Odegaard vô cùng thông minh, Martinelli chạy nhanh hơn cả những suy nghĩ trong đầu của mình, Jesus chăm chỉ, cho xa lợi hại trên băng ghế dự bị. Nhưng tất cả đều không có cái hà kỳ bá vương, cái chất ngạo nghễ như Rice. Đừng quên anh được trao bằng thủ quân West Ham từ khi còn rất trẻ. Và West Ham có nhiều cá tính mạnh mẽ, thế mà họ đều phải nể phục Rice. Không chỉ có phẩm chất vượt trội ở tuyến giữa, Rice có khả năng đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm đối phương. Ngoài ra, việc toàn ghi những bàn thắng quan trọng cho thấy cậu ấy có bản lĩnh và cái đầu lạnh khi câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn nhất. Huấn luyện viên Mikel Arteta ca ngợi cậu trò 25 tuổi sau trận đấu với Luton, hy vọng của Arsenal. Trên thực tế, Rice vẫn là bàn hợp đồng thành công nếu không ghi được bàn thắng nào. Từ khi anh chuyển đến Arsenal hè 2023, Rice thi đấu 1.294 phút tại Premier League, chỉ xếp sau William Saliba tại câu lạc bộ. Cựu sao West Ham cũng góp mặt trong cả 5 trận đấu tại vòng bảng Champions League của pháo thủ tính đến nay.
sau 15 vòng đấu của Premier League mùa 2023-2024. Rice nằm trong số 10 cầu thủ chạm bóng nhiều nhất, 1.127 lần, và thực hiện nhiều đường chuyền nhất, 955. Ở khía cạnh phòng ngự, Rice có 23 lần cắt bóng thành công, cao nhất Arsenal. Tức là về mặt đóng góp lối chơi, Rice đã làm quá tốt rồi. Có Rice trên sân, tuyến giữa Arsenal chơi như hơn người. Cô ấy có thể làm mọi thứ, có khả năng chuyền bóng, lẫn dắt bóng tốt. Khi đối chọi với những pha tấn công của đối thủ, Rice là lá chắn quan trọng với thể hình tốt và thể lực dồi dào. Telegraph bình luận. Nhưng Rice còn làm hơn thế bằng cách ghi những bàn thắng giải cứu Arsenal khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Những ai theo dõi Rice mùa giải trước hẳn không bất ngờ với màn thể hiện của anh mùa này. Ở đó, cựu đội trưởng West Ham trở thành mẫu tiền vệ toàn năng, có thể phòng ngự, tấn công lẫn kiểm soát nhịp độ trận đấu. Cầu thủ này là thành phần không thể thiếu trong chức vô địch UEFA Conference League lịch sử của đội bóng thành London mùa 2022-2023. Hè qua, Arsenal chỉ đến hơn 200 triệu bảng để bổ sung nhân sự, chỉ ít hơn Chelsea tại Premier League để hướng đến chức vô địch giải đấu số 1 nước Anh sau khi vụt mất vào tay Man City mùa trước. Trong số đó, Rice hiển nhiên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất vì anh là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Emirates. Đến thời điểm này, không thể phủ nhận Rice đáng giá từng xu với khả năng của mình ở khu trung tuyến. Còn nếu tính thêm cả khía cạnh tấn công, không quá khi cho rằng Rice là món hời của pháo thủ. Chứng kiến những gì Rice thể hiện, người đồng đội cũ Mark Noble cho biết: "Thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên với việc Rice tỏa sáng tại Arsenal. Tất cả mọi người, đặc biệt là những cầu thủ từng chơi bên cạnh và các huấn luyện viên từng làm việc cùng anh, đều biết Rice xuất sắc như thế nào." Rất nhiều người hâm mộ Arsenal từng nói rằng 105 triệu bảng là quá nhiều, nhưng giờ họ lại nói nó là quá rẻ. Rice là một cầu thủ hàng đầu. Tôi nói với họ rằng tôi không nghi ngờ về việc Rice sẽ giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal. Cậu ấy luôn thể hiện được giá trị ở mọi đội bóng mà mình khoác áo. Trong khi đó, nhà báo Fabrizio Romano thì tấm tắc lựa chọn những từ ngữ hay nhất để mô tả Rice. Declan Rice là vô giá, một cầu thủ tuyệt vời, người thủ lĩnh tuyệt vời, một bản hợp đồng tuyệt vời. Mika Arteta và Edu muốn Rice trở thành một trong những gương mặt đại diện cho dự án dài hạn tại sân Emirates. Arsenal mất 6 tháng làm việc để đạt được thỏa thuận và chiến thắng cho cuộc đua giành chữ ký Rice vào mùa hè 2023. Và giờ họ hẳn đang xoa tay hài lòng. Mùa giải 2023-2024 vẫn còn dài. Và nếu muốn cạnh tranh danh hiệu, Arsenal phải tiếp tục giành càng nhiều chiến thắng càng tốt. Với Rice trong đội hình, bản lĩnh và niềm tin của đội bóng Bắc London giờ đây càng được củng cố. Dù trong những tình cảnh khó khăn nhất,